Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để mà làm sao chúng ta đánh được cái phôi lũa ngọc am này nó sạch, nó đẹp và nó nhẵn và chúng ta vẫn ngửi thấy cái mùi hương thơm của nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là khi mà muốn làm ra được một cái sản phẩm thì đương nhiên nó phải là có một cái nghề nghiệp, đúng không ạ? Chứ không phải là tự dưng mà mọi người làm được. Thế nhưng mà trong cái video này thì chúng tôi muốn chia sẻ cho mọi người, nếu mọi người muốn làm đẹp, sạch và như một người thợ chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải sắm sửa một số các cái dụng cụ để chúng ta làm. Thứ nhất là khi mà các cái phôi gỗ lũa này thì nếu muốn làm ngon nghẻ, đẹp đẽ từ cái lúc ban đầu thì chúng ta cần phải mua máy cưa, máy chà, máy bào, máy khoan và máy quật giấy giáp. Tức là chúng ta phải mua tổng vị chi là 5 cái máy, đúng không ạ? Thì chúng ta mới làm được cái sản phẩm này. Thế còn những người nào mà đã mua cái sản phẩm này về rồi mà chúng ta dùng 5 năm hay mà 10 năm chúng ta cần đánh lại thì chúng ta chỉ cần bỏ ra lau chùi sạch sẽ, sau đó là chúng ta đi mua cái lọ sáp ong. Đây người ta gọi là sáp ong. Thì cái lọ sáp ong này của Trung Quốc người ta sản xuất. Đài Loan, Trung Quốc, đây này. Đấy. Là chữ thì toàn chữ tàu thôi, nhưng mà của Đài Loan, Trung Quốc này. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm chuyên dụng để đánh bằng gỗ và nó sẽ làm bóng, sạch và nó tạo lên cho chúng ta được một cái bề mặt khá là tốt. Và khi mà chúng ta mở ra thì nó có một cái bột biển như thế này. Đấy. Và bên trong của nó như là mỡ ấy. Đấy, nó như là mỡ. Thì chúng ta lấy cái bột biển này chúng ta quết vào, sau đó là chúng ta đánh như này. Khi mà chúng ta đánh thì chúng ta thấy được rằng là nó sẽ rất là bóng. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Khi mà tôi vừa mới lau cái điểm này thôi thì nó đã bóng nhẫy rồi. Tức là nó rất là bóng luôn. Đấy. Chúng ta đánh càng kỹ thì nó càng bóng, như kiểu chúng ta đánh xi giày ấy. Nó không khác gì đánh xi giày. Đây. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, anh em đã nhìn thấy độ bóng của nó khác hoàn toàn. Đây. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi vừa đánh này, nó bóng nhẫy luôn. Đấy. Còn cái chỗ mà chưa đánh thì nó xỉn như này. Đấy, còn chỗ vừa đánh này, nó bóng đẹp hẳn luôn. Mà nó rất chi là tiết kiệm, nó không có tốn đâu. Cho nên là một cái lọ này anh em mua ấy thì về đánh được rất là nhiều. Cho nên là chia sẻ cho anh em là chúng ta bỏ ra một ít tiền, chúng ta mua một cái lọ này về chúng ta đánh vài năm mới hết. Đấy, đấy là cái mà chia sẻ cho anh em, để cho những người mới chơi về các cái phôi gỗ lũa này muốn sạch đẹp bóng bẩy để chúng ta trưng dụng những cái ngày cuối năm như là ngày Tết. Đấy, sau khi chúng ta sử dụng một năm rồi chúng ta bỏ ra chúng ta đánh thì nó lại trở thành một cái phôi gỗ lũa, nó trở thành như mới. Thế cho nên là chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Đấy, đấy là cái cách rất là đơn giản thôi, như này ai cũng có thể làm được, trẻ con nó cũng có thể làm được. Đấy, mà đặc biệt là những người già, người ta chịu khó người ta lau chải chuốt như này thì nó càng đẹp. Đấy, nó đẹp bóng. Đấy, đấy là những cái cơ bản nhất mà hiệu quả nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi.